Lưu Tuyết Hoa xin khán giả tha cho tình cũ khiến mình vô sinh, hé lộ điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời. Lưu Tuyết Hoa sinh năm 1959 tại Bắc Kinh, trong gia đình có 5 anh chị em. Năm 1985, Lưu Tuyết Hoa quen đạo diễn Lưu Lập Lập và được Quỳnh Dao mời vào phim Mặt Trời Đỏ cùng các diễn viên Tần Hán, Câu Phong. Ngay sau đó, nhờ nhan sắc xinh đẹp cổ điển, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng long lanh như sương mai, Lưu Tuyết Hoa trở thành nữ chính trong hàng loạt bộ phim như Mấy Độ Tịch Dương Hồng, Yên Vũ Mông Mông, Dòng Sông Ly Biệt, Hải Âu Phi Sứ. Đặc biệt, vai diễn Trương Hàm Yên trong bộ phim Xóm Vắng năm 1987 đã đưa tên tuổi Lưu Tuyết Hoa lên hàng một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất châu Á. Bà giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ với bộ phim nổi tiếng. Với hàng loạt tác phẩm kinh điển, Lưu Tuyết Hoa được mệnh danh là Mỹ nữ Quỳnh Dao, nữ diễn viên khóc giỏi nhất Trung Quốc, nữ hoàng nước mắt nổi tiếng màn ảnh. Những năm gần đây, Lưu Tuyết Hoa đều đặn đóng vai phụ trong các phim truyền hình. Diễn viên từng nhận xét bản thân may mắn vì công việc thuận lợi, giúp bà quên đi những khó khăn vướng bận tình cảm. Trang Quy Quy bình luận tình duyên cuộc đời Lưu Tuyết Hoa như một cuốn phim. Mối tình được nhắc đến nhiều nhất của Lưu Tuyết Hoa là với tài tử Đài Loan Lưu Đức Khải. Họ quen nhau năm 1991 khi đóng Tình Yêu Trong Gió. Bấy giờ, đôi diễn viên được nhiều khán giả ái mộ. Theo Sina, năm 1997, nữ diễn viên mang thai, Lưu Đức Khải lúc đó đóng phim ở Pháp. Anh nói với bạn gái sẽ tổ chức đám cưới sau khi phim hoàn thành. Lưu Tuyết Hoa dưỡng thai sửa soạn đám cưới tại Hồng Kông. Nhưng ở châu Âu, Lưu Đức Khải hẹn hò cô gái khác. Một thời gian sau, nữ diễn viên sảy thai do ngã trong nhà tắm, phải cắt bỏ tử cung để giữ tính mạng. Trong khi đó, Lưu Đức Khải tổ chức hôn lễ với bạn gái người Pháp có con trai. Sau đó không lâu, Lưu Đức Khải cũng ly hôn người vợ Pháp. Nhiều năm nay, khán giả vẫn thương cảm cho cuộc tình buồn của Lưu Tuyết Hoa, đồng thời không tiếc lời chửi mắng Lưu Đức Khải. Mới đây trong chương trình Apple Daily, Lưu Tuyết Hoa cho biết sau khi tham gia show thực tế Hạ Dưới Mái Hiên cùng những người trẻ, bà lắp đặt internet trong nhà để xem về chương trình phát trực tuyến. Từ khi có wifi, bà đọc tin tức bình luận của khán giả, ngạc nhiên khi nhiều bài viết gọi Lưu Đức Khải là kẻ khốn. Lưu Tuyết Hoa cho rằng khán giả không nên vì yêu mến, thông cảm với bà mà trách Lưu Đức Khải. Tuyết Hoa nói, anh ấy xấu hay tốt không liên quan tới tôi, nhưng tôi đọc trên mạng vô số bài viết nói anh ấy xấu xa vì không cưới tôi. Con anh ấy, người thân anh ấy đọc những bài viết đó sẽ tổn thương thế nào? Tôi không hề trách móc Lưu Đức Khải về chuyện cũ, trách cũng đâu có ích lợi gì đâu. Năm 1999, Lưu Tuyết Hoa bén duyên nhà biên kịch Đặng Dục Côn khi hợp tác làm phim. Ngày 19 tháng 9 cùng năm, Đặng Dục Côn cầu hôn Lưu Tuyết Hoa khi bà đang ăn cơm cùng cộng sự. Diễn viên khóc khi bạn trai đọc thơ và tặng hoa cho mình. Đồng nghiệp của Lưu Tuyết Hoa nói ngày tháng và năm cầu hôn nhiều số 9 tượng trưng cho sự bền lâu, hai người sẽ bên nhau mãi mãi. Không lâu sau đó, đôi nghệ sĩ tổ chức đám cưới. Trên China Times, Lưu Tuyết Hoa từng nói gặp được Đặng Dục Côn là điều may mắn nhất cuộc đời bà. Anh ấy rất thương tôi. Gia đình chỉ hai người nhưng rất nhộn nhịp, náo nhiệt. Có lúc tôi cảm thấy mình như con gái của anh ấy, diễn viên kể. Năm 2008, vợ chồng bán nhà ở Hồng Kông, Đài Loan tới Thượng Hải sống. Nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống thư thái, mỗi năm dành 3-4 tháng để nghỉ ngơi. Vợ chồng thường tự nấu ăn, quấn quýt nhau ít ra ngoài. Hạnh phúc bên Đặng Dục Côn làm Lưu Tuyết Hoa quên đi đau khổ cuộc tình cũ. Trên Sina, bà từng nói, những gì qua rồi cứ để nó ngủ yên. Tôi không muốn nhớ về chuyện không vui, tôi cũng không còn oán hận ai. Nhưng tới năm 2011, Lưu Tuyết Hoa chịu cú sốc khi chồng qua đời do rơi từ tầng cao. Cảnh sát phán đoán ông Đặng Dục Côn sải chân ngã xuống. Trên iFan, diễn viên kể về ngày xảy ra tai nạn. Hôm đó tôi đi ngủ lúc 23 giờ, tới 4 giờ thì thức giấc, không nhìn thấy anh ấy trong phòng. Tôi gọi vào số di động của anh ấy thì không ai nhấc máy. Sau đó tôi thấy cửa sổ phòng mở, rèm cửa bay bay. Trong lòng bất an, tôi vội gọi bạn đến nhờ giúp tìm chồng. Cuối cùng thì là... Bà cho biết khổ tâm canh cánh trong lòng vì chồng không nhắn nhủ điều gì. Bà không tin chồng tự tìm đến cái chết như đồn đoán của người ngoài. Trong talk show Hẹn Với Lỗ Dự năm 2014, Lưu Tuyết Hoa nói quen cuộc sống một mình. Trên phim, bà mong manh yếu đuối, còn đời thực bà mạnh mẽ, biết tự qua đau khổ. Sau khi chồng mất 7 ngày, bà vùi vào công việc. Nghệ sĩ nói vẫn tin và hy vọng vào tình yêu vì luôn coi tình yêu là trên hết. Nhưng nếu không gặp được người phù hợp, tôi thà sống một mình chứ không chấp nhận yêu cho có, bà nói. Không ít khán giả ví cuộc đời Lưu Tuyết Hoa không khác gì bi kịch trong tiểu thuyết. Nhưng Lưu Tuyết Hoa không cảm thấy bản thân khổ sở bất hạnh. Bà quen cuộc sống một mình với hai chú chó cưng. Ngày tháng trôi qua bình dị, diễn viên thuê giúp việc và tài xế để đưa chó đi dạo khám bệnh. Hồi tháng 9 khi tiết lộ sẽ vào viện dưỡng lão, bà nhận các bình luận thương cảm ái ngại về tuổi già đơn độc. Theo Lưu Tuyết Hoa, vào viện dưỡng lão là điều tốt vì nhiều nơi trang thiết bị hiện đại, có khuôn viên đẹp, không khỏe thì chỉ cần bấm nút là có người tới chăm sóc. Dù vậy, khi được hỏi về nuối tiếc trong đời, Lưu Tuyết Hoa nói, đương nhiên tôi nuối tiếc vì không con cái. Hồi trẻ tôi mơ ước lấy được người chồng tốt, có 7-8 người con, sống đời bình lặng. Hiện nữ diễn viên đều đặn đóng phim, sắp tới bà đến trường quay Hoành Điếm ở tỉnh Chiết Giang đóng tác phẩm do Vũ Chính sản xuất. Những năm qua, mỗi khi đi đâu, bà đều mang theo hai chú chó cưng.